Và xin kính chào tất cả quý bà con đã quay trở lại video của My ngày hôm nay. Thì hiện tại thì cũng đang bước vào mùa lắp đặt đèn cho các công trình đèn đường như là đèn đường nông thôn mới nè. Những cái tuyến đường liên tỉnh, liên xã thì chắc chắn là không thể nào thiếu những chiếc đèn năng lượng mặt trời trong sự lựa chọn của quý khách rồi đúng không ạ? Thì với cái dạng đèn đường năng lượng mặt trời lắp đặt cho các công trình thì hiện tại My chỉ có hai loại. Một là dạng đèn đường năng lượng mặt trời pin rời, thứ hai là cái dạng đèn năng lượng mặt trời pin liền thể. Và trong hai dạng đèn này thì My thấy là quý khách hàng quan tâm cái dạng đèn đường pin liền thể hơn. Và cũng chính vì những cái lý do khá là đơn giản, đó chính là thứ nhất là về giá thành thì dạng pin liền thể nó sẽ rẻ hơn dạng đèn pin rời. Thứ hai là và cái tấm pin nó sẽ nằm liền luôn với phần thân đèn, là khi mà lắp đặt lên thì nó sẽ có thiết kế gọn nhẹ hơn, đẹp mắt hơn cho quý khách sử dụng. Và thứ ba nữa đó chính là cái độ sáng của dạng đèn pin liền thể nó cũng khá là tốt, là quý khách hàng có thể cân nhắc và lựa chọn khá là dễ dàng. Đối với những cái sản phẩm đèn đường liền thể mà My đã từng giới thiệu trước đây thì đa số những cái sản phẩm đó thường là những cái chiếc đèn có vỏ được làm từ chất liệu nhựa ABS. Thì có một số khách hàng khi mà nghe chất liệu nhựa ABS thì cũng khá là e ngại, bởi vì là họ nghĩ là những cái chất liệu nhựa ABS này nó sẽ không có được đảm bảo cái độ bền cũng như là nó sẽ mau hư hỏng. Cho nên là họ cũng có nhu cầu cao hơn, đó chính là những cái dạng đèn liền thể sẽ có phần vỏ được làm bằng nhôm. Ngày hôm nay thì thương hiệu Rolex cũng đã vừa cho ra mắt được một sản phẩm đèn năng lượng mặt trời dạng pin liền thể có phần vỏ được làm bằng nhôm để đáp ứng nhu cầu của tất cả quý khách hàng. Và nếu quý khách hàng nào đang quan tâm những sản phẩm giá rẻ, độ sáng tốt lại có vỏ nhôm thì hãy cùng My theo dõi tiếp video này. Và ở cuối cái video này thì My cũng sẽ làm một video test độ sáng thực tế vào ban đêm của đèn để cho quý khách hàng có thể dễ dàng đánh giá hơn. Và bây giờ thì xin mời quý khách cùng theo dõi tiếp video với My nha. Và trong cái video ngày hôm nay thì My sẽ giới thiệu đến quý khách về hai cái dạng đèn năng lượng mặt trời pin liền thể với công suất là 200W và 300W để phục vụ nhu cầu của tất cả quý khách. Thì bây giờ My sẽ khui từng cái thùng đèn ra để cho quý khách xem cái linh kiện bên trong cũng như là cái mẫu đèn sẽ như thế nào nha. Và tiếp theo sẽ là chiếc đèn đường pin liền thể công suất 300W mang thương hiệu Rolex nha. Và đây cũng chính là chiếc remote để điều chỉnh cho cái chiếc đèn đường liền thể mang thương hiệu Rolex công suất là 200W và 300W ngày hôm nay. Thì với cái remote này nó cũng đã có ghi sẵn những cái nút tích hợp ở bên trên, nên là quý khách nhìn vào quý khách cũng có thể dễ dàng bật tắt cũng như là điều chỉnh tại nhà. Thì ở đây nó sẽ có hai nút on off, đó chính là hai cái nút bật và tắt đèn. Thì ví dụ quý khách muốn bật đèn thì quý khách chỉ cần bấm một lần như thế này. Và quý khách muốn tắt đèn thì quý khách cũng chỉ cần bấm một lần cái nút đó. Tiếp theo nữa đó chính là những chế độ tăng giảm độ sáng của đèn. Thì dấu trừ tức là quý khách giảm độ sáng theo ý thích, còn dấu cộng là quý khách chỉ cần tăng độ sáng theo ý muốn của mình thôi. Thì khi mà cái đèn không còn giảm được nữa thì đèn nó sẽ nhấp nháy như vậy. Rồi giờ mình sẽ tăng lên. Đây.
Thì khi mà không tăng đường nữa thì đèn nó cũng sẽ nhấp nháy nha mọi người. Và ở chính giữa này nó sẽ có một cái nút radar. Và cái nút radar tức là chế độ cảm biến chuyển động của đèn. Và khi mà quý khách ấn vào chế độ radar thì khi phát hiện có sự chuyển động, đèn sẽ sáng 100% công suất. Còn khi không còn sự chuyển động nữa thì đèn nó sẽ giảm cái độ sáng lại khoảng còn 20 hoặc 30% độ sáng thôi nha. Phía dưới này đó chính là hai cái nút auto và chế độ hẹn giờ tắt cho đèn. Và ví dụ mà quý khách ấn vào chế độ hẹn giờ là 2 giờ đi thì cái chiếc đèn nó sẽ hoạt động và tự tắt sau 2 tiếng hoạt động nha. 3 giờ thì nó cũng tương tự và 4 giờ thì cũng tương tự như vậy luôn. Còn chế độ auto này thì khi mà quý khách ví dụ như mà đêm trước quý khách đã ấn nhầm chế độ hẹn giờ, hoặc là đêm trước quý khách bấm cái chế độ cảm biến chuyển động, tuy nhiên là đêm sau quý khách muốn nó quay về chế độ hoạt động liên tục, ban ngày tự tắt sạc pin, ban đêm tự động sáng, thì quý khách chỉ cần ấn vào nút auto để hủy bỏ những chế độ đó nha. Và bây giờ thì My xin phép báo giá luôn cho quý khách về hai cái sản phẩm ngày hôm nay. Với chiếc đèn đường năng lượng mặt trời dạng pin liền thể công suất 200W thì công ty Xenon Solarlight sẽ bán ra thị trường với mức giá là 1.200.000 đồng. Và cái công suất 300W thì công ty Xenon sẽ bán ra thị trường với mức giá là 1.450.000. Thì với cái mức giá trên thì cũng đã bao gồm phí vận chuyển tận nơi trên toàn quốc, bảo hành cho quý khách liên tục trong vòng 2 năm liền, năm đầu đổi mới, năm tiếp theo bảo hành linh kiện. Và thứ ba nữa đó chính là công ty Xenon Solarlight sẽ tặng kèm cho quý khách thêm một cái tai đèn như thế này để cho quý khách hàng có thể dễ dàng lắp đặt cái chiếc đèn này hơn. Và với hai dòng đèn đường pin liền thể công suất 200W và 300W mang thương hiệu Rolex ngày hôm nay thì nó sẽ có một cái mức giá tương đối rẻ. Thứ hai là cái độ sáng của đèn cung cấp ra khá là tốt. Và thứ ba chính là thời gian chiếu sáng của đèn. Thì với những cái chiếc đèn này nó sẽ có thời gian chiếu sáng liên tục kéo dài từ 8 tới 12 tiếng, đảm bảo cung cấp cái độ sáng cho quý khách trong vòng nguyên đêm mà không bị tắt đột ngột nha. Và với những cái dạng đèn có thời gian chiếu sáng lâu như thế này nó cũng sẽ rất là phù hợp cho những cái tuyến đường liên tỉnh, liên xã, những cái tuyến đường nông thôn mới cần độ sáng cao thì cũng có thể cân nhắc và lựa chọn mẫu sản phẩm này. Hoặc là quý khách cũng có thể mua về để thắp sáng cho gia đình để có thể là tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể. Thì trong cái video ngày hôm nay thì mới chỉ muốn giới thiệu đến quý khách về hai cái mẫu đèn đường liền thể năng lượng mặt trời có vỏ nhôm mang thương hiệu Rolex với công suất là 200W và 300W này thôi. Thì nếu quý khách hàng nào có quan tâm thì hãy nhanh tay nhấc điện thoại và liên hệ ngay với My qua số điện thoại trên màn hình để My có thể tư vấn và hỗ trợ cho quý khách nha. Và cái video ngày hôm nay thì cũng đã kết thúc tại đây. Xin cảm ơn quý khách đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách ở những video kế tiếp.